Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây mình có nhận được chiếc Oppo F1S đây ạ. Và tình trạng là máy là đây ạ. Máy màu hồng nhưng mà màn lại màu đen. Và tình trạng là máy bị bể kính màn hình nhé. Đây, mình sẽ tháo ra ngoài, mình sẽ bật nguồn cho các bạn xem. Máy con gái dùng rất dữ. Hả? Thì em reset máy đi. Chạy lại đấy, thế là thế nào? Reset khôi phục cả gốc này. Khôi phục cả đấy. Chỗ nào? Vào phần cài đặt chung. Mục đặt lại, cái cục đặt lại. Alo. Đúng rồi. Đặt lại tất cả cái đặt đấy. Vâng, nhưng mà có anh nhắn tin xem hàng nhá. Vâng ạ, và cái quá trình coi như là mình cắt kính với cắt màn hình ra mình đã cắt ok nhá. Đây, đây là kính của nó này và đây là hiển thị này. Nhưng mà cái hiển thị này, cái kính này thì nữa sẽ mình thay sẽ thay màu trắng nhé. Và bây giờ mình sẽ test lại xem là còn lên không. Còn lên thì tiếp tục thay, còn mà không lên thì thôi mình phải mất cái màn mới với đèn khách. Vâng, và đã lên ok nhé. Mình chỉ lên nhìn lên như này thì là mình ép luôn nhé. Đỡ chờ thời gian mất lâu, phải động lâu lắm. Đấy ạ, các bạn chắc chờ của mình coi như là mình thực hiện chắc mất vài phút nữa. Và bây giờ thì màn hình mình đã ép xong rồi các bạn nhé. Đây này, màn hình thì mình đã ép xử lý ép xong rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là gắn keo và cho vào khung nhé. Cái máy này thì khung là vỡ hết này, viền này. Máy của khách là vỡ hết rồi, nhưng mà mình vẫn thôi vẫn cố mình gắn vào. Các bạn xem video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm nhiều video phục hồi lại điện thoại cho các bạn xem. Đây, máy vỡ hết rồi nên mình vệ sinh mình còn không dám vệ. Đây, mình sẽ vệ sinh qua rồi bây giờ mình sẽ bôi keo vào. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành là cho màn hình vào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bật nguồn để thử test thử xem là
Đấy, mình sẽ tiến hành bật nguồn và test thử cả vùng xem là ok chưa. Các bạn nhìn thấy mình sẽ bật nguồn chưa? Vâng, một cô gái rất xinh. Đây, thử người đã vút ok. Vâng, như vậy cảm ứng mình đã vút ok và bây giờ mình sẽ tiến hành là vặn nốt ốc vào. Mình thấy có những bạn gái dùng cái đôi khi phá máy hơn các bạn con trai đấy. Mình ngày nay thì mình nhận được mấy máy máy của khách rồi nhưng mà toàn là con gái dùng, con gái mình dùng đi dùng dữ sợ thật. Còn máy nào sau là máy nào nắp bươm. Các bạn nhìn này, từ góc cạnh này, không phải mình nói xấu các bạn gái nhưng mà mình nói sự thật luôn. Sửa máy con gái nó sướng hơn, khổ hơn sửa máy con trai. Nếu như cái đít này còn gãy này, gãy đôi thì sợ thật. Đây ạ. Đây ạ. Và như vậy thì mình đã phục hồi xong chiếc Oppo F1S. Đây này, tình trạng là máy, tình trạng là bị vỡ bể kính. Đấy, các bạn thấy như thế kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.